Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với ông Phùng Đình Thực, nguyên tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Ngoài các tội danh thì ông thực được cho là thiếu trách nhiệm trong việc ký tên trong nhận xét không đúng đối với ông Trịnh Xuân Thanh khi chuyển công tác về Bộ Công thương. Ông Phùng Đình Thực, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN, bị cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 165 Bộ Luật Hình sự. Sai phạm lớn của ông Thực được chỉ rõ là tại dự án nhiệt điện Thái Bình II, chủ yếu trong chỉ định thầu các hợp đồng thiết kế mua sắm xây dựng EPC. Bên cạnh đó, dù mới có chủ trương giao PVC thực hiện gói thầu EPC và hợp đồng EPC chưa được ký, nhưng PVN đã chuyển 8,2 triệu đô la Mỹ và gần 1.320 tỷ đồng cho ban quản lý dự án này. Nhờ phần rót vốn từ tập đoàn mẹ, PVC được tạm ứng 1.312 tỷ đồng và 6,6 triệu đô la Mỹ để triển khai dự án. Song số tiền này không dùng vào việc thực hiện dự án mà được lãnh đạo PVC thời điểm đó là ông Trịnh Xuân Thanh chi vào những mục đích trả nợ khác. Còn theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại phiên họp thứ 14, ông Phùng Đình Thực được cho là thiếu trách nhiệm trong việc ký tên trong nhận xét không đúng đối với Trịnh Xuân Thanh khi chuyển công tác về Bộ Công Thương. Khi đó, ông Thực nhận xét ông Thanh trong giai đoạn 2007-2012 đã lãnh đạo và xây dựng PVC vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả nhất định. Được biết, bản nhận xét đánh giá cán bộ trên cũng là một phần trong hồ sơ cán bộ về trịnh xuân thanh đã giúp ông này sau đó được đưa về bộ công thương liên tục được bổ nhiệm qua nhiều chức vụ khác nhau để sau đó tiếp tục được thuyên chuyển vào hậu giang được bổ nhiệm làm các chức vụ tỉnh ủy viên phó chủ tịch tỉnh trước khi bị phát hiện các sai phạm bỏ trốn ra nước ngoài